Vậy là em muốn em buông đôi tay anh rồi. Nhiều lần anh giữ nhưng em vẫn cứ vậy thôi. Có bao giờ thoáng trong lòng em đã một lần thương anh thật lòng hay chưa? Trả lời anh đi, trong em người đã nghĩ gì? Giờ đây anh muốn nói hết một lời đúng sai. Nếu như mà em hết thương rồi, buông đôi tay gạt nhẹ em ơi, đã chẳng là gì nữa. Giống những gì mà em đã hứa yêu trọn đời mãi thôi. Nhưng đến hôm nay anh không phải người chung đường. Em có còn thương anh không?